Messi Thái, Chanel Thip Song Brazil tỏ ra rất tự tin trước trận bán kết gặp Việt Nam, dù trước đó anh và đồng đội đã nghĩ rằng sẽ có thể gặp Indonesia. Chúng tôi không nghĩ rằng sẽ gặp Việt Nam ở bán kết, nhưng đã vào đến bán kết thì đội nào cũng mạnh nên Thái Lan sẽ luôn giữ sự tập trung cao độ. Tôi không quan tâm tới thống kê dưới sàn lưới của Việt Nam ở vòng đấu bảng. Thái Lan sẽ không thua ở giải đấu lần này. Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi trận đấu. Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan được xem như trận chung kết sớm của AFF Cup 2020. Đội nào thắng sẽ có cơ hội rất lớn nhận chức vô địch. Dưới thời Paul Hazard, Việt Nam đang chiếm ưu thế rõ rệt trong những cuộc đối đầu với đội bóng xứ sở chùa vàng. Điều đó sẽ tiếp thêm sự tự tin cho Paul Hazard cùng với các học trò của ông. Ba hậu vệ là Quang Ngọc Hải, Nguyễn Thành Trung và Bùi Tiến Dũng đã được xóa thẻ vàng sau khi Việt Nam giành vé vào bán kết. Bởi theo quy định của AFF Cup, cầu thủ lẫm một thẻ vàng ở vòng bảng sẽ được xóa thẻ. Khi đội nhà vào bán kết, cầu thủ nhận hai thẻ vàng ở hai trận khác nhau sẽ bị treo giò ở trận kế tiếp nếu như vào bán kết. Trường hợp duy nhất khiến huấn luyện viên Park bận tâm chính là Đình Trọng. Trung vệ này đã gặp chấn thương trong buổi tập trước trận đấu gặp Campuchia. Theo nguồn tin từ VFF, Đình Trọng gần như chắc chắn sẽ không ra sân trong trận bán kết lượt đi gặp Thái Lan. Phía Thái Lan cũng có tới 5 cầu thủ được xóa thẻ vàng. Trước đó, huấn luyện viên Paul King thận trọng tới mức đã tung đội hình với nhiều cầu thủ dự bị ở trận đấu với Singapore. Trong 4 lần ra sân ở vòng bảng AFF Cup 2020, Quang Hải đã kiến tạo 12 cơ hội ghi bàn, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào tại giải đấu. Cụ thể, Quang Hải đã tham dự cả 4 trận đấu với tổng cộng 283 phút. Ngoài hai bàn thắng vào lưới cùng Malaysia và Campuchia, tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội còn ghi dấu ấn với hai kiến tạo. Những thống kê ấn tượng trên đã cho thấy vai trò rất quan trọng của Quang Hải. Ngoài khả năng thoát pressing, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam còn thường xuyên tung ra những đường chuyền sắc sảo và cũng là một trong những chân sút phạt chính của huấn luyện viên Park Hang-seo. Cách đây 3 năm, trên hành trình đưa Việt Nam tới chức vô địch AFF Cup 2018, Quang Hải cũng đã để lại 3 bàn thắng. Anh cũng được ban tổ chức vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. 92% cầu thủ và nhân viên ở Premier League đều đã tiêm ít nhất một mũi vaccine, đặt lên bàn cân so với các giải đấu hàng đầu châu Âu khác. Tỷ lệ cầu thủ tiêm vaccine ở ngoại hạng Anh là thấp hơn. 94% cầu thủ và nhân viên ở Bundesliga đã được tiêm phòng 2 mũi. Con số này tại Serie A lên đến 98%. Trong số 92% của Premier League nêu trên, 77% cầu thủ đã được tiêm phòng đủ 2 mũi và được xếp vào loại đã hoàn tất tiêm phòng. Tuần trước, Premier League ghi nhận hơn 90 trường hợp nhiễm Covid-19, một con số kỷ lục từ hơn 12.000 mẫu test diện rộng. Đã có 6 trên 10 cặp đấu ở vòng đấu thứ 18 đã bị hoãn, bao gồm Aston Villa Burnley, Man United Brighton, Southampton, Brentford, Watford, Palace, West Ham, Norwich và Everton, Leicester. Mesut Ozil đã may mắn không bị đuổi ở trận đấu giữa Fenerbahce và Besiktas vì pha phạm lỗi rất nguy hiểm. Thậm chí không ít người đánh giá cú tắc bóng của tiền vệ người Đức còn nguy hiểm hơn pha phạm lỗi của Harry Kane đối với Andrew Robertson. Ngoài pha phạm lỗi nói trên, Ozil còn được nhắc đến sau trận đấu với Fenerbahce và Besiktas vì là người ghi bàn mở tỷ số. Phút 14, Ozil thực hiện thành công cú đá penalty. Tính cả bàn thắng trước Besiktas, Ozil đã lập công ở hai trận liên tiếp cho Fenerbahce. Trước đó, cựu tiền vệ của Arsenal đã nổ súng ở trận thua Gaziantep thuộc vòng 16. Đáng chú ý, đây là lần thứ hai Ozil ghi bàn ở hai trận liên tiếp cho Fenerbahce mùa này. Real Madrid đang lên kế hoạch thanh lý chân sút Eden Hazard ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, bởi tiền vệ người Bỉ không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của Carlo Ancelotti. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Ancelotti không xem Hazard là nhân tố quan trọng trong kế hoạch xây dựng ở Real Madrid. Mãi đến trận đấu gặp Cadiz cách đây vài ngày, cầu thủ 30 tuổi mới có lần đầu tiên sau hơn 2 năm được thi đấu trọn vẹn 90 phút cho Real Madrid. Chủ tịch Real Madrid muốn chiến lược gia người Ý tạo cơ hội tối đa cho Hazard thể hiện mình trong thời gian tới, nhằm có thể bán được Hazard với giá tốt nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.